Tủ lạnh Hitachi đang là một cái dòng tủ lạnh rất là hot và được rất là nhiều các bác khách hàng đón nhận. Bởi vì thứ nhất là về thiết kế, thì với thiết kế của tủ lạnh Hitachi thì đều có những cái thiết kế rất là đẹp, cũng như là để vào mọi cái không gian phòng bếp của các bác đều rất là sang trọng. Hơn nữa thì với tủ lạnh Hitachi đều sẽ xuất xứ tại Thái Lan, bảo hành cho các bác là 2 năm toàn máy và 10 năm cho lốc máy. Thì so với những cái review đánh giá cũng như là cái trải nghiệm của người dùng ấy, thì tủ lạnh Hitachi là một trong những cái tủ lạnh mà bác nào cũng muốn mua. Nhưng mà nhiều bác thì với cái diện tích nhà nhỏ hẹp hoặc là số lượng người ít, thì các bác chỉ muốn mua những cái dòng tủ lạnh Hitachi có dung tích từ 300 lít cho đến hơn khoảng 400 lít, có thiết kế ngăn đá trên, ngăn mát ở dưới. Thì ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho các bác một số các dòng tủ lạnh có dung tích từ hơn 300 lít đến khoảng hơn 400 lít một chút của thương hiệu Hitachi đang được bày bán tại siêu thị điện máy Ecomart. Đầu tiên, một mã sản phẩm em sẽ giới thiệu tới các bác, đó chính là mã RFVI480BGV0 màu GMG. Mẫu này mặt của nó thì sẽ là mặt kính các bác nhé. Màu này sẽ là màu gương xám. Đây ạ, các bác nhìn chưa ạ? Đây sẽ là màu gương xám. Thì kích thước của con tủ này rơi vào khoảng là 1m7 cho rộng khoảng rơi tới là khoảng hơn 70 phân. Thì với cái mẫu này các bác để trong cái không gian bếp nhà mình, nếu các bác có làm hộc hay chưa làm hộc thì hầu như không gian nào cũng đều rất là phù hợp. Và gia đình nhà các bác là từ 2 cho đến là 3 thành viên. Mẫu này thì sẽ thiết kế đầu tiên là về thiết kế tay nắm, sẽ là thiết kế tay nắm chìm đấy ạ. Đây, thiết kế là tay nắm chìm vào trong cửa thì để tạo cái cảm giác điểm nhấn cho chiếc tủ lạnh, cũng như là để tối ưu được cái diện tích cánh tủ. Hơn nữa, với cái mẫu này sẽ mạ thêm một cái viền màu bạc như này. Mạ thêm một cái viền màu bạc, thứ nhất là để tạo điểm nhấn, thứ hai là để các bác phân biệt được chỗ đó là có cánh tủ lạnh, sẽ khác hoàn toàn với việc là cánh mở cũng như là cái rắc bên trong của cửa nhé. Thì bây giờ các bác hãy cùng em khám phá bên trong của sản phẩm. Đây ạ. Mẫu này thì có cái công nghệ là công nghệ inverter dual fan cooling ạ. Thì với cái công nghệ này là cái công nghệ gì? Thì với cái công nghệ này thì nó thứ nhất là các bác sử dụng nó hoàn toàn là tiết kiệm điện. Hơn nữa có cái hệ thống làm lạnh quạt, là làm lạnh quạt bằng luật theo cái công nghệ là công nghệ làm lạnh quạt kép nhé. Thì với cái công nghệ làm lạnh quạt kép này thì nó hoàn toàn thứ nhất là siêu tiết kiệm điện, thứ hai là cảm biến cực mạnh, thứ ba là nó sẽ giữ lạnh lâu hơn 12 giờ ngay cả khi mất điện. Hơn nữa có thêm cái công nghệ làm Eco Therm Sensor đấy ạ. Thì với cái phần mềm cảm ứng Eco Sensor này, nó sẽ cảm biến được cho các bác ở độ lạnh ở bên ngoài lẫn độ lạnh ở bên trong, để sao cho sẽ duy trì cái độ lạnh ở mức ổn định nhất các bác nhé. Đặc biệt hơn, mẫu này sẽ có cái tính năng là Automatic IC Maker ấy, thì sẽ là cái tính năng có làm đá tự động. Các bác chỉ cần cho nước vào đây, các bác chỉ cần đổ nước vào đây, sau đó thì nó sẽ tự động bơm lên và làm đá ở trên này. Đấy, cực kỳ là tiện luôn. Thì với cái tính năng làm đá tự động của tủ lạnh Hitachi được đánh giá là rất là tốt, cũng như ra những cái mẻ đá rất là nhanh. Những cái khay của nó đều là dòng nhựa cao cấp các bác nhé. Những khay kệ này đều là nhựa cao cấp và đều rất là chắc chắn. Hơn nữa, những cái khay kính trong này ạ, những cái khay kính trong này đều là dòng khay kính chịu lực cao cấp, chịu lực lên tới là 150 kg. Đây, về cảm quan thiết kế các bác nhìn xem, thiết kế rất là đẹp, dễ dàng tiện dụng lấy đồ, cũng như là dễ dàng có thể là sắp xếp thực phẩm cách khoa học nhất. Hơn nữa, với cái mẫu này của sản phẩm có ngăn là Select Table Zone. Thì với ngăn này sẽ là cái ngăn gì? Ngăn này sẽ là dòng ngăn chuyển đổi các bác nhé. Dòng ngăn chuyển đổi đa năng, tức là gì? Các bác có thể thiết lập được cái chế độ tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của các bác. Đây, tùy thuộc vào cái nhu cầu mà trong cái ngăn này các bác đựng thực phẩm nó là gì. Nếu các bác đựng thịt cá, các bác muốn nó chuyển thành đông mềm thì các bác để là âm 3 độ C. Thì với cái âm 3 độ C thì các bác để thịt cá lên tới 7 ngày mà không cần phải giã đông. Hoặc các bác muốn để là ngăn mát thôi, muốn để ví dụ như là sữa chua này, nước ngọt này hay là bia, thì các bác chuyển thành 3 độ C.
muốn thành ngăn đông lạnh âm 12 độ C thì các bác cũng có thể chuyển đổi được. Ngoài ra các bác đã chuyển đổi, có thể chuyển đổi nó thành ngăn đông phụ. Thì ngăn đông phụ các bác đựng những cái đồ nguội như là xúc xích, phô mai này. Và sẽ chuyển đổi ở đâu ạ? Đây, bảng điều khiển ở bên ria của sản phẩm phía bên tay trái, nằm ngay ở bên ria cánh cửa các bác nhé. Đây ạ, bảng chuyển đổi đây tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của các bác. Tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của các bác mà các bác sẽ chuyển đổi sao cho phù hợp nhất. Ví dụ các bác muốn chuyển, có muốn làm đá tự động không này. Đây là IC marker đấy ạ. Các bác chọn này, hoặc các bác chọn ngăn đông này, hay là ngăn mát này. Các bác chọn ngăn này, select table zone này. Đấy, chính là cái này. Bảng điều khiển này, nó chính là để điều khiển cho cái này. Tùy thuộc vào cái phần mà các bác muốn mình có thể là cài đặt ở ngăn nào thì các bác sẽ điều khiển ở ngăn đó nhé. Hơn nữa mẫu này sẽ có thêm cái triple power filter ấy, sẽ là bộ lọc khử mùi than hoạt tính nhé. Thì với cái bộ lọc khử mùi than hoạt tính này thì tủ lạnh của các bác hoàn toàn sẽ là sạch sẽ mùi và sẽ không có mùi gì đâu ạ. Hơn nữa với cái mẫu này có ngăn đựng rau củ quả cực kỳ là rộng luôn, và ngăn đựng rau củ quả thì sẽ luôn duy trì cái độ ẩm để giúp cho rau củ quả của các bác luôn tươi ngon. Đấy, và với cái tủ lạnh Hitachi hiện tại thì sẽ là bảo hành cho các bác là 2 năm toàn máy và 10 năm cho máy nén ạ. Mẫu này hiện tại siêu thị điện máy Ecomart đang bán cho các bác giá là 14.690.000. Các bác được tặng một chiếc lẩu điện và được tặng thêm 1 năm bảo hành mở rộng. Nếu các bác không lấy lẩu điện và không lấy 1 năm bảo hành mở rộng, các bác được trừ tổng tiền là 400.000. Thì hiện tại mẫu tủ lạnh này các bác đang mua với giá có 13.890.000, là các bác đã sở hữu cho mình được một chiếc tủ lạnh dòng 2 cánh, dòng mặt kính cao cấp của Hitachi với cái dung tích là 366 lít. Nếu nhà các bác có thể là đông người hơn, các bác muốn mua sản phẩm lớn hơn nhưng vẫn có thiết kế cũng như là màu sắc giống cái mã 480 FVI BGV0 này, thì hiện tại bên em đang có mã FVI 510 BGV0 với cái dung tích là 390 lít các bác nhé. Về thiết kế y hệt không khác gì, chỉ khác nhau mỗi về dung tích. Một con là dung tích 366 lít, một con là dung tích 390 lít. Thì với dung tích 390 lít, nhà bác nào đã thiết kế học sẵn rồi, hoặc là có cái số lượng người lớn có nhu cầu tích trữ thực phẩm cao thì các bác sẽ lấy sang cái con rộng hơn. Thì cái con rộng hơn này nó chẳng khác gì cả, nó chỉ khác nhau về cái dung tích thôi. Kích thước con này cao sẽ là 1m77 và rộng sẽ là 72 nhá. Thì nhà bác nào mà có kích thước phù hợp thì các bác có thể lựa chọn sang mẫu này. Tiếp theo, các bác có thể tham khảo thêm một mẫu nữa là mẫu FXV. Đây ạ, mẫu FVX510BGV9. Mẫu này cũng là mẫu 406 lít, nhưng một điểm khác của mẫu này so với những cái dòng bên cạnh. Đây, các bác nhìn ạ. Đây ạ, các bác nhìn luôn, các bác sẽ thấy điểm khác biệt nha. Điểm khác biệt của cái mẫu này so với những cái dòng bên cạnh thì mẫu này của em, mẫu này sẽ là mặt kính này, nhưng sang đến mẫu này sẽ là dòng mặt gương các bác nhá. Đây ạ, mẫu này của em thì sẽ là dòng mặt gương cao cấp luôn, mặt gương kính nhẹ cao cấp và cực kỳ đẹp luôn. Con này thì nó có một cái điểm khác nữa so với cái mẫu bên cạnh là mẫu này của em sẽ không có làm đá tự động nhá. Đây ạ, mẫu này sẽ không có làm đá tự động đâu ạ. Thứ nhất là không có làm đá tự động này. Thứ hai là nó sẽ không có cái ngăn gọi là cái ngăn chuyển đổi đâu ạ, cái ngăn chuyển đổi đa năng đâu. Mẫu này thì sẽ không có ngăn chuyển đổi đa năng, mà mẫu này chỉ có ngăn đông mềm nhá. Ngăn này của ngăn kia sẽ là ngăn chuyển đổi đa năng thành 4 chế độ được. Nhưng sang mẫu này thì ngăn này chỉ thành chuyển thành ngăn đông mềm được thôi. Ngăn đông mềm chuẩn âm 3 độ C để các bác có thể lưu giữ thực phẩm tươi ngon đến 7 ngày. Bảng điều khiển của mẫu này cũng sẽ đơn giản hơn, chỉ bao gồm ngăn đông hoặc là ngăn mát thôi các bác nhé. Nhưng nó vẫn sở hữu thêm tất cả những cái công nghệ, như là công nghệ thứ nhất là công nghệ in vector kết hợp với công nghệ làm là quạt lạnh, làm lạnh kép này. Ngoài ra vẫn có cảm biến eco sensor, vẫn có cái thêm chip khử mùi, triple power filter nhá. Nên là các bác mua mẫu này, các bác nếu các không thích làm đá tự động ấy ạ, các bác chỉ thích dòng đá viên xoay đơn giản dễ dàng thao tác này, thì các bác có thể lựa chọn sang mẫu này.
Hiện tại mẫu này tại siêu thị điện máy Ecomart đang bán cho các bác là 15.670.000. Các bác được tặng phiếu mua hàng 400 và thêm 1 năm bảo hành mở rộng. Nếu các bác không lấy thì các bác sẽ được trừ tổng tiền nhé. Các bác sẽ được trừ tổng tiền là 860.000 ạ. 860.000 thì hiện tại các bác mua mẫu này chỉ với giá là 14.810.000 là các bác đã sở hữu cho mình được một chiếc tủ lạnh mặt kính cao cấp của Hitachi, bảo hành cho các bác là 2 năm toàn máy và 10 năm cho máy lén. Tiếp theo, đến với một cái mẫu mà cũng thiết kế hai cánh nữa của thương hiệu Hitachi là mẫu FVI 480BGV9. Đây ạ. Mặt của con này sẽ là dòng mặt kính đen. Thì với cái mặt kính đen và không có làm đá tự động ạ. Phân biệt nhá, các bác phân biệt cho em này. Với cái mặt với cái sản phẩm không có làm đá tự động, thông thường tay của nó cũng thiết kế là nửa chìm nửa ẩn nhá. Như các bác có thể nhìn thấy ạ. Thiết kế là nửa chìm nửa ẩn. Đây các bác nhìn, tay cũng được mạ viền, thiết kế nửa chìm nửa ẩn như này. Và cũng không có ngăn chuyển đổi đâu ạ. Không có ngăn chuyển đổi thành 4 chế độ đâu, mà nó chỉ chuyển đổi được thành ngăn đông mềm âm 3 độ C là ngăn là cái nhiệt độ lý tưởng nấu ngay không cần dạng đông ạ. Đây. Mẫu này hiện tại bên em đang bán cho các bác là 13.620.000. Các bác được tặng phiếu mua hàng 400 và được tặng thêm 1 năm bảo hành mở rộng. Nếu các bác không lấy phiếu mua hàng và không lấy thêm 1 năm bảo hành mở rộng, các bác được trừ tổng tiền là 800.000. Thì hiện tại các bác chỉ mua mẫu này với giá là 14.820.000 các bác nhé. Là các bác đã sở hữu cho mình được một chiếc tủ lạnh Hitachi. Đấy, trên đây em đã vừa giới thiệu tới các bác một số những cái mẫu tủ lạnh Hitachi có thiết kế ngăn đá trên, ngăn mát ở dưới, có dung tích từ 300 lít cho đến hơn 400 lít một chút, đang được trưng bày tại siêu thị điện máy Ecomart. Và tất cả những cái tủ lạnh này của bên em đều sẽ có trả góp lãi suất 0% nhé. Thì các bác cần tư vấn sản phẩm nào, các bác cứ để lại comment cho bên em ạ. Hoặc các bác có thể gọi điện với số là 0974178586 để bên em hỗ trợ tư vấn cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.